Khám phá bí ẩn, huyền bí, đáng sợ, tâm linh, ma quỷ, hồi hộp, kịch tính. Chỉ có tại Lạnh TV. Xin chào các bạn. Như các bạn cũng đã biết, tựa game Tewin hiện tại đang rất hot, với rất nhiều trò chơi để các bạn lựa chọn. Một app có thể kiếm được thu nhập ổn định trong mùa dịch này. App có rất nhiều sự kiện hấp dẫn như quà may mắn, nữ thần may mắn sẽ phát thưởng cho các bạn khi thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn. Hệ thống nạp rút siêu nhanh chỉ trong 30 giây và cực kỳ uy tín. Nạp tiền cực nhanh thông qua Momo, tài khoản ngân hàng, thẻ cào và rất nhiều phương thức thanh toán khác. Và một sự kiện chỉ có ở Tewin, đó là cây vàng. Khi nạp đủ số dư 900.000, bạn sẽ nhận được một diều, 9 triệu bạn sẽ nhận được hai diều. Bạn có thể dùng cây diều này để chặt cây vàng, và bạn sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều phần quà có giá trị. Hãy tải game để chinh phục cây tiền nhé. Và bây giờ mình sẽ vào thử game Tipo để chơi thử nhé. Mình sẽ đặt 150.000 vào ô lẻ, thử xem vận may của mình tới đâu nha. Ok, mình ăn rồi nha các bạn. Kiếm tiền rất dễ phải không nào? Bạn chỉ cần quản lý vốn và chơi một cách thông minh thì bạn sẽ kiếm được một số tiền khổng lồ đấy. Chúc các bạn may mắn. Nhớ điểm danh hàng ngày để nhận xu, có điểm danh là sẽ có tiền. Các bạn nhớ vào điểm danh nhé. Để rút tiền nhanh chóng và nhanh gọn, app có hỗ trợ thêm thẻ ngân hàng. Bạn có thể thêm thẻ ngân hàng của mình vào đây để có thể rút tiền một cách nhanh nhất. Bạn có thể lựa chọn mệnh giá muốn rút và nhấn vào rút tiền. Rất đơn giản phải không nào? Link ứng dụng mình có để ở dưới phần mô tả. Mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Số 1. Sinh vật kỳ bí. Một nhóm YouTuber đã kể lại rằng, trong một lần họ đang đi về nhà sau khi điều tra một vụ việc ở ngoại ô thành phố, nhiều người dân ở đây nói rằng họ thường xuyên nhìn thấy một thứ gì đó rất bí ẩn đang ẩn náu trong khu rừng gần nơi họ sinh sống. Nhưng khi đến nơi, họ đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có bất kỳ dấu vết nào. Họ đã ra về và ngay lúc đó họ đã chạm trán với một thứ gì đó rất bí ẩn. Đeo cái quẩy quẩy vai vai vai. Ồ. Mà này cái ta chỉ búa mà. Ta chỉ búa. Ô, ô mày kinh. Ô, vào đường telhado mày kinh, vào đường telhado mày. Tem alguém aí? Parece um animal, mano, ferido, velho. Ô. Ô, 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 mày kinh, ô mày kinh. Gorila, velho. Correu, mano, correu, correu, correu. Ô, mày kinh, vai lá, velho. Ô, mày kinh. Ô, Marquinhos, cadê, velho? Mano, eu acho que ele tá ferido, velho. Cara, você tá vendo alguma coisa aí? Não, mano. Será que não tá ali dentro daquele... daquela parte ali, não, mano? Olha lá, Yuri. Bạn có thể thấy một sinh vật rất giống hình dáng của một con người, nhưng nếu bạn nhìn kỹ, đó giống như một sinh vật ngoài hành tinh nào đó. Nó có một khuôn mặt rất bí ẩn, nhưng họ thật may mắn vì sinh vật đó không có ý định tấn công họ, và nếu như nó muốn tấn công họ, thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thật đáng sợ. Số 2. Đó có phải là quỷ? Một nhóm bạn đã thách thức nhau vào một ngôi nhà bí ẩn được cho là bị ma ám. Sau một lúc bàn bạc, họ đã cùng nhau đi vào nơi quỷ quái đó. Khi mới vào đây, họ cảm thấy có một thứ gì rất ớn lạnh và họ bắt đầu đi tìm hiểu từng căn phòng trong ngôi nhà. Nhưng sau đó họ đã phải hối hận khi đã vào đây.
Khi họ vừa nói với nhau rằng ở đây không có bất kỳ thứ gì đâu, có lẽ đó chỉ là một lời đồn để dọa trẻ con mà thôi, thì ngay lúc đó, một tiếng động lớn làm họ giật mình. Họ chạy đến để kiểm tra, thì ngay lúc đó một hình dáng với đôi mắt sáng rực và nó mang một khuôn mặt rất quái dị đang đứng nhìn họ trông rất đáng sợ. Theo bạn đó là gì? Đó chỉ là một người nào đó với khuôn mặt kinh dị, hay đó là một kết quả của một thí nghiệm điên rồ nào đó? Mong hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 3. Chúng tôi đã gặp ma. Một cô gái đã kể lại một câu chuyện đáng sợ mà cô đã từng trải qua. Cô ấy nói, một lần nọ, cô với một số người bạn hẹn nhau tới nhà chơi bài và ăn uống. Họ vẫn chơi với nhau rất vui vẻ. Trong lúc họ đang nói chuyện, thì đột nhiên ngôi nhà bị mất điện và điều đáng sợ cũng bắt đầu từ đó. Bạn có thể thấy, sau khi mất điện, một cô bạn trong nhóm đã đứng lên để đi kiểm tra, nhưng khi cô ấy vô tình quay camera về hướng người bạn nam, thì một khuôn mặt đáng sợ của một con quỷ đang nhìn chằm chằm vào camera, nhưng khi có điện trở lại, thì anh bạn kia vẫn rất bình thường. Theo tôi nghĩ, người bạn của họ có thể đang bị một linh hồn nào đó đi theo, và có thể anh ta đã bị ma ám, thật đáng sợ. Còn bạn, bạn nghĩ sao về video trên? Xin hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.